Có gì không bé Sóc? Dạ bữa nay con qua tạm biệt cậu hai. Để mai con về thành phố đi học rồi. Chắc lâu lắm con mới về báo cậu hai được đó cậu hai. Cậu hai ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Ừ cậu hai biết rồi. Con về với nhớ học giỏi nha. Dạ. Mà con hỏi thiệt cậu hai nghe, những lời mà con ở đây nè, mà con bác của hai đó, hai có buồn không cậu hai? Buồn gì đâu, con hai quen rồi. Cậu hai quen rồi, thì cậu hai ơn xin buồn chuối nữa đi. Hả? Buồn chuối nào? Thì buồn chuối cậu hai mới giặt để qua hè đó. Mày thấy luôn rồi hả? Dạ. Rồi vậy đi lấy nè.